Nhông na sôm nam mê sika chú phu khôn prát tân ác trai tân bay đào sức đầy cổ rộp sika rẹ. Sôm krap thoai bằng cung chú phu phu an kru nà dụ bồ tì kạ vụ chìa lai chú phu văn sàn cháy. Đào sức đầy cổ rộp sika rẹ sôm krap thoai bằng cung khôn chá sàm nạ sát tân ác phu an kà nà. Chân nô kỳ nông thangai ní kư nhông kà nà chú bát bàn chúc luôn một bằng riêng đó con chắc phía xa khmai ở thạc tí đập mùi cả nà nó có nông ở ngày nít hay một vị trí để trâu riêng cứ dân to bị mê riêng ngày môn cả nà to mê riêng ngày môn chẳng khi nhông cả nà kiếm bát bàn sử xế đã lược đà khiên mà chùm nuốt chẳng sống con chắc ông xăm nạ xa tương ọc phụ ấn xong phụ ấn miên sĩ phấu phía xa khmáy thân ạc tì đập mùi và ngờ xa xa khmáy tì đập mùi chân phụ ấn càng sĩ phấu nít láng hay nếu có nông nít cứ mê riêng tì mùi nó cứ phân ọt cầm nít to mục vụ chia phía xa khmáy hầm nàn tì mùi cá vì vót nây ở xa xa chân nếu có nông nít ông khơi nhớ ca vì vọt này ở xa xa lạc máy tạo bàn ở bị bàn cháy chia bay đầm nạc ca cái này chia bay đầm nạc ca cứ xa xa lạc xa máy bổ rán xa xa lạc xa máy cận đá rồi hào thả xa xa lạc chia bấy nâng ở xa xa lạc xa máy tùm nợp cái này chẳng nông thay nít nhông cái này bàn bực kín ông vì ca vì vọt này xa xa chọc nọc nông thang ngài ní hãy thang ngài tùm bố tì báy và ông bác tùm bố tì báy ở dương mớ nọc nông ạt tập bót và ông nọc nông ạt tập bót cổ nông ạt tập bót chẳng và ông án chăm sát đạp nhóm ná chùm bố xa 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 lạc máy kế bàn sẵn kết khởi thá miên ca vì vọt dàng khlăng tờ tam xa máy ca thông thông này bà vọt ở xa rộp bạc tế khám máy nơi xa máy dàng cố kế bàn đăng cho bạc thà mà hất tờ rất khám máy bàn lạng đó cầm rách cầm bùl rì à xa xa lạc máy rì châm ra ơn khlăng khlăng nạc đài con tay ở xa xa lạc máy chọc thom thoi tử vĩnh nâu bê đời sọc máy trâu liên biên vì xâm nạc bò rợt tế nâng xứng kriêm nông sọc lúc mộc đo sát ở vã tí đập bay đập bốn xa nạ đai ở xa xa lạc ngơ lạng vĩnh bằng tình con tay trâu thom thoi ở tử vô lạc đoàn tiệt nếu bê đai bà tê khmai thật lẹ khluôn krau mà nà phía bà lạc bọc bà răng. Nếu xa mai khmai bàn ai kỳ rí tớp à xa xa lạc khmai miên ca rí châm ràn chìa thầm mây. Chẳng hợp ông khơi nháy nếu xa mai xa mai môn cư tha xa mai bà răng xa xa lạc khmai dưỡng miên ca rí châm ràn dàng khlăng của ông kỳ nà. Ở đó là thân ác đó cũng bồn. Hãy xa xa lần trâu bàn ở thom thoi tử vĩnh nơi xa mai ở nạp chìa bàn rồi bọc bà răng chân bà răng khi mình sâu ở kịch cú bì ở xa xa rồi bọc mai tế xuống bay tại chắc chắc chân non ở xa mai ở nạp chìa bàn ở nạp chìa bàn bọc bà răng ní phía chân cứ cót riêng ở xa bà răng chân cót chè phía xa bà răng cót chè xa bà răng chân rì ở xa xa khmai nâng cứ thang xa 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 khmai nâng trâu bàn ở bà răng bình sâu lực túi mình ôi đùm lấy đôi chìa xa nâng phía xa bà răng tí ấy xa 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 máy nâng trâu miên ở ca thịa chọc
Ai bọn mơ mà cầu mơ cái đặc thà xa 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 mai bò ràn. Nếu môn xa mai dân cố xa tà vọt tì mùi đo tì bẩm bày. Đói miên ca plạc đô ri chật thiên ni nhật nhập. Đôi chếp đô bì vị chia thiệt bù rẹ. Tâu y san nà bù rẹ. Rồi tâu dạ thiệt bù rẹ chị đàm. Tớ kê bà tiết thơ miên xa la cha rắc nâu biệt bênh nhà nà chạc. Nếu xa mai môn dân cố kê nì dung prao phía xa sang dạc rắc. Đại kê chặt tục tha chế phía xa chọn khu, phía xa rồi bỏ nệp bài. Đối ní hai ban chế miên xì lai cha ra khlác xa xê chế phía xa sang dự krat, hai tay chế phía cạp. Xì lai cha ra chế phía xa sang dự krat đại miên châm nạc chiến kê cư xì lai cha ra vũ càng, và mang chế cử sát đồ vọt tì bí tì bày. À tập bát ní xì lai cha ra ní nì dê dùm phía chất. Sân đau hợp bác bởi chìa mùi ấn đại kết đa sở phép mình côn hợp bác bởi chìa rẻ. Đói bởi ấn thuê chìa bọt bình chìa túc ơi mà hà sát to to mô bọt tịch bạc tàm. Sì la cha ra khlác tiết đại sở xê chìa phía sạc mai bổ ràn hơi chìa bị rì chạp tăng phí sát đồ vọt tì bẩm phì. Rì ai xì la cha rắc chắc chừng kì cư xì la cha rắc ăn cô bà rầy. Cứ sát đà vọt bà mùi rồi đập mùi. Xì la cha rắc nâu xì mai môn ăn cô chân tiệm tuông tâu nâng bà vọt tà sát hay nâng sát sà. Cả nà chân nâu xì mai ăn cô rư cư xì mai môn ăn cô cư xì xò sát. Xò sát lắng cư kì. Mình bàn trà lơ cất đá sạc cơ rớt rư cơ lơ cất đá xì phâu thế bởi ông phía trả ấn. Mình phía trả ấn cứ tiếng ọc này mà đón cái sạc tổ lơ thmò. Thì hào thà xì la trà rắc hay. Hay ở xa xa đằng ọc nó phía trả ấn cứ prao phía xa bà lấy nâng sang cho cất. Hay chỉ phía cạp. Thế là chẳng bàn dưng khơi nơ khăn nông ở bởi chìa này chạc dưng phía trả ấn. Nẹ bọt rai bì phía xa sang dự krat, xì la cha rắc sang dự krat. Nâng cư tha phía chán nâu xa mai môn nâng cò. Cả nà. Hay xì la cha rắc ở xa xa chìa phía xa chìa xa khmai bò rán. Cư có chạp đam láng nâu sát đồ vọt tì bòm pần. Chẳng cao y phía xa sang dự krat sát đồ vọt tì mũi đo tì. Bầm bày cái này hãy so mai dương nó cứ chắp phí sát vật thì bầm bầm mọc hãy xì la cha rắc đầy chắc chừng kịp này sang sức rắc nó cứ nâu xì la cha rắc vô cang cái này bảo hãy sát vật thì bí tì bày chứng nâu tức đầy cảm chìa cọng hãy nâu xì la cha rắc dịp phía sát mai bảo ràn nó cứ nâu xì la cha rắc ăn cô bà rấy cứ sạc cả rái bà mùi rôi đập mùi. Cái này chẳng nào ăn cô bà rấy nó cứ thắt nâu xa rốc ăn cô bà rấy khai tự cao. Ăn chắc chừng kì chẳng dừng ăn nẹ bà vọt xa hay thlap sạc xa riêng sốt đăng khai tự cao chìa tự bay chầm nạ. Mùi xôn bay tại bà sát bà ràn nâu tà lê bà tì tà prôm ấy nó cứ miền ở dụ cao chân. Hay khăn ông đốt xì la cha rắc sự may môn ứng cố phía chân cư từ xe bì bà vọt ở xa nâng sát sát bà ổng. Chân bà vọt ở xa nâng cư tiện tuông tâu nâng bà vọt ở bọc rì chìa co sang sát bạch khăn ông rì chân nì mùi nâng lô co sang bà sát rư co sang cà lãnh bô chân ni dịch cách rư co lô thua sạc cam phía xìm xì nhìn nâng chân kì bà phía xa sang sạc rật hơi rùi máu. Dương khuyên sử lai cha rắc lắc cha bì ở sasana. Tức là bì sasana nâng nì dây bì ở sasana priem. Dương khuyên bì thi buông xuống nâng bì thi bồ chia lân bì sâu. Bồ chia lân bì sâu dô ni niêng của ma ấy chị đàm nâng cứ dương khuyên nì dây bì sasana nâng trả ấn hay. Nâng tiện tuông nâng bà vọt ở xa nâng cư nì dây bì sạc khám phía bà vỉ chía. Hãy sát sát nâng cư tiện tuông nâng sát 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 priêm. Cái này. Sâm mái dân cổ. Bầm bay rôi bí mập quan buôn rôi xa sập mùi.
ឥន្ទ្រវរ្ម័នបណ្ឌិតយតិអមរៈភាវៈសិលាចារឹកប្រាសាទភ្នំ
Bayang raja kal prabat ya sawarman. Nau mien bendat je chran tiet do je bendat ti via ka. Bendat kawan tre. Bendat phumat tre. Nang praneang andre te vi. Kena chang khơi nha nha nipon. Nha nipon samay na ko. Samay maha na ko ni bendat sao mien bendat. Ya ti amre phía vẹ. Ai miền ở bận đất tị vía có miền bận đất cơ vận tre miền bận đất phù mòn tre nâng bình niên ân tre tị vi chỉ đam hay nông miền bận đất xem xê như nâng nhận cơ vay nịp quấn nia sầm mai mà hà nực cổ chân ân cơ lệ mơ càng cao tiết cứ cái đặt thà so sá sầm mai càng đàl ân chân miền này thà chạp bì một quán buồn rồi xàm sập chiêng máu chân sầm mai cao Maha Nukko Mui Pan Buon Roi Sam Sap Mui Dal Mui Pan Pambay Roi Hok Sap Pi Ka Pi Samay Mun Mun Asa Sal Khmai Mien Ka Vivat Chum Ran Srap Tai Mok Da Samay Nih Asa Sal Khmai Prai Chia Mien Khiep Ap Ua Doi Sa Mien Pacha Mut Mok Riet Bap Bandar Lai Mien Chum Bang Tho Ai Mien Khiep Bandar Khang Sita Kach Miền ca ọt liền, miền chùm ngư xlong hay miền ca tốt tiên kìa. Nông sọc giang chụp bụt dụp bọl. Sự thay nập hiếp bạc ní nam ơi bảo tí nâng bị chia rẽ mai tuần sau. Lúc mốc đo xa đồ vò tí đọc bẩm phí xin át đại dạ xa xa có chấp đam ngợp lang vinh. Xong bởi rẽ đại kê prao prao xâm rạp có tra xa 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 nâu xa mai nâu. Cơ krang. Sonlak krodah smaj, krodah bot, chiep not, not, neng slak rut, hao tha sutra. Snak dai ya so sal pel nuk, ban churut chiep dal maha chon tu tu, kontai chi akko sal ke dam nail. Krang neng sutra slak rut cheh tai vi nia tu, dai sa tai seng kriam neng ka chlien pin robok. Khmang bó rực tí đợi bán promol dục tâu rưu có bẩm làng chào. Chẳng ơn khơi nhớ nơi xa mai cận đá lý hạ xa 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 mai cận đá phị chán xóm bởi rác đợi pra prác. Có tra xa xa nâng cư tha miên krang. Ông thlọc đăng hơi. Ông miên thô xâm rạp sâu đấy bì môn mát miên xì phâu đấy. Ông miên krang. Vì đời sâu bì thi bôn rưu có bì thi bôn sọp ấy dương chọn hào tháng vô krang từ sâu. Bọn, vì thị bọn sọp. Nè, hai mùi tiết sạc rớt. Nè, sạc rớt nó có tục bàn dù đá. Nè, nè, đó là bì kroi máu dương miên ca liên piên, miên ca ở riêng bát. Bì bụi bạch cha mất nó cứ tha trâu bàn ở bẩm thlang, rồi có bị đọt cháu. Chỉ ai cứ xa bọc mà dương nó cứ trâu bạc bọng. Nam to tiếp ông chùm nai khang chùm nưa sasana vinh. Phút ở sasana hay nỉ diễn đai nam mộc bí sư rai lang ca. Miên ca ri chùm ran lụt lọc giang khlang. Hai ba hai miên chục chây lơ sasana priem nâng phút sasana maha diễn. Cả nà chân miên này thà phút sasana hay nỉ diễn nâng. Hay nỉ diễn. Đại nam mộc bí sư rai lang ca nâng đôi chìa. Phụt sát sát nó sọc mai dương sọc ngay nâng hào thạc Phụt sát sát hay nỉ chiên. Rưu có thể rủ việt dân sát sát dương của rút bạc bạc sọc ngay nỉ miễn ca rí chùm rán làng vinh. Ai bài chìa sát sát priêm nâng Phụt sát sát mà hà diên nâng miễn ca thòm thói rưu có sạp sồn. Ai phía xa bà lây đại pra nọc nông Phụt sát sát hay nỉ chiên. Còn là chân miễn lây thạc phía xa. Đại pra nó có nông Phụt sasana hay nỉ diễn đôi chờ sọc mai dương, sọc thai, sọc phùm mìa lao ấy ní. Cứ dương pra phía xa bà lây cái này, pra phía xa bà lây rì ai priêm sasana cái pra phía xa sang dự krat cái này. Ai tia sanna sasana, ai tia sanna pra Phụt sasana có can tê chú triệt lang dàng cha pro ha. Nó có nông sanna nỉ chất rô bọc bì chìa rì nâng xa sọc mai. Nếu khả nông phê ní đai kê sinh kết khơi miên sát đai dạ xa 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 mạnh chỉ tràn.
Bang kaut lang doi chi rương preng, rương ni tiên klay klay, dan nam ai nek srok snap hai ning yol ban yang srul. Nek ni puan da lak bay chmuk nong samay kriyan ni, mien chi at, nek pang, taing kum nat lak ba kong ko, nau kru sat da wat, មកព័ន្ធ600 900 ដែលនិយាយអំពីភាពអស្ចារ្យក្នុងការកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តគណៈចឹងហៅថាល្បងអង្គរវត្តនិយាយពីភាពអស្ចារ្យនិងភាពរុងរឿងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តព្រះរាជសម្ភារគណៈព្រះរាជសម្ភារនឹងជាខ្សែរាជវង្សគណៈព្រះអង្គជាកវីនិពន្ធមួយដែរព្រះអង្គតែងកំណាប់ច្បាប់ព្រះរាជសម្ភារ ច្បាប់ព្រះសម្ភារនៅគ្រិស្តសតវត្ស1622ជាច្បាប់ទូនមានហេមន្តមាសនៅគ្រិស្តសករាជ1629ហនលៈសលនៅគ្រិស្តសករាជ1630សាមសិតនិងពាកនិរកាបនិរះនៅគ្រិស្តសករាជ1630ហុកសិតជាកំណាបដែលព្រះអង្គបាននិពន្ធដោយប្រតី សោកសៅដល់ព្រះនាងបុប្ផាវតីណាចំណែកឯជ័យអនន្តណាជ័យអនន្តហ្នឹងក៏ជាអ្នកនិពន្ធកវីនិពន្ធតែងកំណាបជាភាសាខ្មែរមុនគេបង្អស់នៅលើសិលាចារឹកគ្រិស្តសករាជ1700ដែលនិយាយពីប្រវត្តិទឹកចិត្តនិងសេចក្តី ប្រាថ្នាអនាគតរបស់ខ្លួនណាបន្ទាប់ពីស្នាដៃអសសិលមួយចំនួនពិសេសស្នាដៃប្រឡោមលោកពាក្យកាបក៏ចាប់មានកំណើតឡើងគេចាររឿងរ៉ាវទាំងនោះលើស្លឹករឹតហើយដែលគេចម្លងតតគ្នាចែកគ្នាអានបានសុខសាយពេញទាំងស្រុកភូមិ រីឯអ្នកនិពន្ធដែរគឺស្គាល់ច្បាស់លោះនោះមានអកញ្ញាកោសាធិបតីកៅសរសេររឿងក្រុងសុភមិត្តគ្រិស្តសករាជ1798អកញ្ញាព្រះក្លៀងនងសរសេរច្បាប់សុភាសិតគ្រិស្តសករាជ1790លោកកនីយជាតិដក គ្រិស្តសករាជ1794ปัญญาปัญญาสาสริสาคริสตศักราช1797ภกกลกมาคริสตศักราช1807อกญาสันโทมกอกญาสันโทโวหามกสเสเรื่องเตวัน លបើកចចរឿងទុំទៀវមុនទុំទៀវរបស់ពីព្រះវិខុសសោមវិស័យដោយការសរសេរលបើកអកលបើកជួចនឹងត្រៃលបើកជួចជក់ចំណែកឯព្រះអង្គឌួងបានរៀនសូត្រនឹងចេះដឹង នឹងចេះដឹងច្រើននឹងត្រនឹងត្រង់បានស្គាល់តម្លៃពិតប្រកបនៃអសរសាស្ត្រជាតិព្រមទាំងបានជួយបណ្ដោះបណ្ដាលនឹងឧបត្ថម្ភផ្នែកអសរសាស្ត្រឲ្យបានរីកចម្រើនដោយជាព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតឲ្យមានទីប្រជុំអ្នកប្រាជ្ញហៅថារីបណ្ឌិតណាដោយមានការរៀបចំឲ្យមានការប្រឡងប្រជែង ស្នាដៃដែលតែងថ្មីថ្មីជាដើមស្នាព្រះហស្ថជាពាក្យខ្លងរបស់ព្រះអង្គមានចម្ប៉ាថោងគ្រិស្តសករាជ1818រឿងកាកៃគ្រិស្តសករាជ1817ស្រីគ្រិស្តសករាជ1837និងរឿងព្រះមហាវេស្សន្តរជាពាក្យរាយ ណាជាពាក្យរាយហើយព្រះអង្គឃើញហ្នឹងគឺអសសិលនៅក្នុងសម័យកណ្ដាលព្រះអង្គណាគណា
មានអ្នកនិពន្ធនឹងច្រើនសម័យកណ្ដាលនឹងមានដូចជាអ្នកប៉ាងមានព្រះសំភារណាមានព្រះអង្គឌួងណាអញ្ចឹងលោកជាកវីនិពន្ធនេះសម័យសសសម័យកណ្ដាលណាហើយនឹងមានអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗទៀត ຈັ່ງພະອົງເມືອໃນក្នុងອັດຕະບົດນັ້ນຈັ່ງໃນບັນຕໍ່ຕິດໃນក្នុងຕົມປໍທີ 6 ເຄີຍມີແຕ່ໃນក្នុងວັດອາຣາມນາຈັ່ງມີໃນຖ້າອະປິມົນໃນຕາມສາລາຮຽນໃນຕາມມະຫາວິທະຍາໄລຕາມອີ່ໃສໃສນັ້ນຄືຖ້າອສໍຄໝາຍນັ້ນມັນເຊົາມີເດບອງຈັ່ງອສໍຄໝາຍຍັງໃນក្នុងວັດອາຣາມຈັ່ງບານມາດອສອບថ្ងៃຍັງມີປຽກຖ້າແນ່ບູສຄືຖ້າແນ່ບູສຄືຮຽນນາຄືແນ່ຈេះນັ້ນຄືຈັ່ງໄປວັດອາຣາມ អានឹងសម័យមុនយើងនឹងសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងមកនឹងគឺវត្តអារាមនឹងជាឃ្លាំងផ្ទុកនៅអសរសិលអសរសាស្ត្រកណាកលែងបណ្ដោះនៅចំណេះដឹងហើយមានប្រសង់ជួយថែរសាឲ្យគង់វងម្យ៉ាងទៀតវិជាជីវៈជាអ្នកនិពន្ធក៏ពំដែលបានទទួលការលើកទឹកចិត្តណាអញ្ចឹងអត់មានការលើកទឹកចិត្តទេអ្នកនិពន្ធសម័យបារាំងនោះឬការទំនុកបំរុងពីសំណាក់ អញ្ញាធម្មរង្ដែរគេបានស្គាល់អ្នកនិពន្ធនឹងស្នាដៃសម័យនោះដូចជាអកញាសតនប្រៃជាអិនណាសរសេរពាក្យកាព្យនិរះអង្គរគ្រិស្តសករាជ1926រឿងកតៃលោក1926រឿងអំបែងបែកជាដើមណាអញ្ចឹងលោកកវីនិពន្ធគឺអកញាសតន អកញ្ញាសតនប្រៃជាអិនណាអញ្ចឹងលោកជាអ្នកនិពន្ធសម័យទំនើបអញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យអកញ្ញាអកញ្ញាសតនប្រៃជាអិនហ្នឹងគឺសម័យនោះសេនាកងសៃសេនាបតីហ្នឹងភាគច្រើនគឺអ្នកចេះដឹងណាអញ្ចឹងគេប្រើសេនាបតីកងសៃអកញ្ញាហ្នឹងគឺច្រើនតែអ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែសម័យយើងនេះដូចជា យើងប្រើថាអកញ្ញានឹងគឺចារណអ្នកមានអ្នករស់ស៊ីមានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញអកញ្ញាសតនប្រៃជាអិនគឺជាអ្នកនិពន្ធណាលោកនិពន្ធរឿងមានអានិរិយអង្គវត្តមានកតៃលោកផងថ្លប់អានផលកតៃលោកបព្វភៈផងណាអញ្ចឹងព្រះអង្គអាននេះទេសនាគឺមានកំណត់អប់រំល្អល្អរឿងអំបែងបែកជាដើមអកញ្ញានោះកនណាសរសេររឿង 7 ពៀនណាគ្រិស្តសករាជ1942រឿងទាវឯកណាគ្រិស្តសករាជ1942រឿងអ៊ីវណាវអ៊ីណាវឡាក់អញ្ចឹងលោកអកញ្ញានុកនហ្នឹងគឺលោកតែងបានរឿងឃើញក្នុងនេះដាក់បាន3ហ្នឹងបងណាមាន ហើយមានរឿងទៀវឯកមានរឿងអ៊ីណាវចំណែកឯអ្នកស្រីសិទ្ធអ្នកស្រីសិទ្ធលោកគាត់សរសេររឿងពំពៀពិលៀបអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកនិពន្ធដែរអ្នកស្រីសិទ្ធនេះពំពៀពិលៀបគ្រិស្តសករាជ1920ហើយលោកអកញ្ញាលោកញុកថែមសរសេររឿងកូឡាប៉ៃលិន អញ្ចឹងអ្នកណាក៏ភាកច្រើនគឺយើងស្គាល់លោកញុកថែមអញ្ចឹងគាត់បានសរសេររឿងកូឡាប៉ៃលិនគ្រិស្តសករាជ1936អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងត្រូវតែនិពន្ធនៅឆ្នាំ1933រឿងសោមបណ្ឌិតគ្រិស្តសករាជ1933រឿងទឹកទន្លេសាបគ្រិស្តសករាជ1936ព្រមទាំងលោករីមគិន
លោករៀមគិននឹងគឺគាត់ជាអ្នកនិពន្ធដល់ល្បីដែរគាត់សរសេររឿងសុផាតណាអញ្ចឹងការមុនព្រះអង្គគេធ្លាប់ទៅចាក់រឿងប្រឡោមលោកនឹងតាមវិទ្យុណារឿងសុផាតរឿងកុលាបប៉ៃលិនអីណាហើយរឿងកុលាបប៉ៃលិនហ្នឹងលោករៀមគិននឹងគាត់សរសេរនៅគ្រឹះសករាជ 1905ប្រឡោមលោកពួកប្រចាំប្រទេសដោយអ្នកនិពន្ធទទួលឥទ្ធិពលវប្បធម៌ពីបារាំងដូចជារឿងត្រាប់កូឡាប៉ៃលិនសុផាតកតិលោកជាដើមសម័យបច្ចុប្បន្នចាប់ពីគ្រិស្តសករាជ 1906ដៃរហូតមកពេលបានឯករាជ្យអ្នកនិពន្ធបានធូរស្រាលក្នុងចិត្តដោយបានទទួលនៅសេរីភាពក្នុងការកសាងអក្សរសិល្ប៍ ថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនអសសិល្ប៍ខ្មែរក៏បានឈានជើងទៅកាន់ការលូតលាស់ថ្មីមួយដែលមានលក្ខណៈនិងនិន្នាការជាតិនិយមសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រជាប្រិយគ្រប់ប្រភេទនៃអសសិល្ប៍ក៏បានកើតឡើងគឺប្រលោមលោកកំណាបរឿងល្ខោនសៀវភៅបច្ចេកទេស សិភៅសិក្សាអប់រំសិភៅតេតួងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាលក្ខណៈអញ្ចឹងព្រះអង្គសិក្សាឃើញហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គស្វែងយល់ដើម្បីសិក្សាបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងមិនបានគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចព្រះអង្គសិក្សាផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះព្រះអង្គឃើញហើយមានកំណត់ឆ្នាំមានអ្នកនិពន្ធមានថ្ងៃខែហើយនៅក្នុងនេះគឺផ្នែកអត្ថបទ បាញ់មិញដែលខ្ញុំកណាបានប្រគិនព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាអត្ថបទនេះបានបង្ហាញពីការវិវត្តនៃអសរសិល្ប៍តាមសម័យកាលនីមួយៗអញ្ចឹងព្រះអង្គឃើញសម័យកាលមហាមុនមហានគរនិងមហានគរគឺមានការរីកចម្រើនដល់ពេលអសរសិល្ប៍យើងសម័យក្រោយសម័យកណ្ដាលក៏មានការថមថយណារហូតដល់សម័យអាណាព្យាបាលបារាំងសម័យទំនើបណាក៏នៅមានការ ថមថយរួចមកក៏មានការរីកចម្រើនឡើងវិញអសរសិល្ប៍ខ្មែរត្រូវបានគេបែងចែកជាសម័យកាលធំៗ3អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានអានប្រគិនព្រះអង្គនេះក្រាន់ជាការសង្ខេបអសរសិល្ប៍សម័យបុរាណអសរសិល្ប៍សម័យកណ្ដាលឬអសរសិល្ប៍វិជាប្រិយអសរសិល្ប៍សម័យកាលទំនើបណាខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនេះបានផ្សារភ្ជាប់ ទៅនឹងកំណត់ខ្មែរគឺការបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាណានិងព្រហ្មញ្ញសាសនាអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាហើយនិងព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរដោយសារយើងបានទទួលឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនាផងនិងព្រាហ្មណ៍សាសនាពីឥណ្ឌាដូច្នេះហើយយើងនៅតែគោរពនៅតែប្រតិបត្តិណាជាលក្ខណៈសាសនាផងជាលក្ខណៈប្រពៃណីផងបាទណា ព្រោះសាសនាទាំងពីរសុទ្ធតែមានបំណងអប់រំមនុស្សឲ្យល្អអញ្ចឹងមានន័យថាសាសនាទាំងពីរហ្នឹងមិនមែនមិនអប់រំមនុស្សឲ្យល្អទេគឺទាំងសាសនាព្រាហ្មណ៍ទាំងពុទ្ធហ្នឹងសុទ្ធតែអប់រំមនុស្សឲ្យល្អដោយការវិចារចិត្តបើមិនមានគំនិតទ្រឹស្ដីល្អទេគឺខ្មែរយើងក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរពួកខ្មែរយើងមានហេតុមានផលអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាក៏មានហេតុមានផលសាសនាព្រាហ្មណ៍ក៏ ដល់នៅការអប់រំឲ្យមនុស្សធ្វើល្អសមហេតុសមផលពិសេសការគោរពពាក្យសត្យឬក៏ពាក្យសច្ចៈអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺលោកមានការគោរពនៅជាពិសេសនៅក្នុងសិក្ខាបទទី4សិក្ខាបញ្ចសិលក្នុងសិក្ខាបទទី4ហ្នឹងគឺថាមុសាវាទៈហ្នឹងគឺមិនឲ្យពោតពាក្យកុហកហើយនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងគឺ នៅសម័យពុទ្ធកាលអ្នកចេញតបុះនៅក្នុងព្រាហ្មណ៍ក៏គេគោរពពាក្យសច្ចៈនឹងដែរណាអញ្ចឹងគេគោរពណាស់ព្រោះសាសនាទាំងពីរសុទ្ធតែមានបំណងអប់រំឲ្យមនុស្សល្អដោយកាយវាចាចិត្តពិសេសការគោរពពាក្យសច្ចៈដូចជាពុទ្ធសាសនាត្រង់សិក្ខាបទទី4នៃបញ្ញសិលបានហាមប្រាមពុទ្ធសាសនិកកុំឲ្យនិយាយកុហកមុសាវាទៈមានន័យថា ការនិយាយភូតកុហកភូតភ័ពបោកប្រាស់គេហ្នឹងគឺពុទ្ធលោកហាមក្នុងសិក្ខាបទទី4នៃបញ្ញសិលនឹងត្រូវមានទោស
ការណាបើយើងបំពេញគឺយើងត្រូវមានទោសណាទោសទៅតាមប្រភេទនៃទោសនៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាអ្នកមួយទៀតអ្នកនិពន្ធយើងមានគំនិតព្យាយាមនិពន្ធស្នាដៃដើម្បីឲ្យព្រំកូនខ្មែរចំនួនក្រោយព្រោះមានការយល់ដឹងពីការវិវត្តនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យយើងយល់ដឹងពីអក្សរសិល្ប៍របស់ខ្មែរ ត្រូវថែរក្សាវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍ជាតិអញ្ចឹងបើកាលណាយើងចេះដឹងយើងស្រឡាញ់ទុកជាឯកសារសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងយើងរៀនសូត្រសពថ្ងៃក៏ដោយសារអ្នកមុនណាធ្វើការប្រៀបធៀបស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ក្នុងសម័យកាលនីមួយៗអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានសិក្សាចេះហើយយើងអាចប្រៀបធៀបដឹង សម័យកាលបុរាណសម័យកាលកណ្ដាលនិងសម័យទំនើបហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអក្សរសិល្ប៍ឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយសិក្សាអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍភាសានិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរចង់ឲ្យអក្សរសាស្ត្រសិល្ប៍គង់វង្សជាអង្វែងណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគណៈកម្មាធិការប្រគិនព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងយើងត្រូវចប់ប៉ុណ្ណឹងការវិវត្តនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរតចប់ ហើយព្រះអង្គងាកមកមើលទំព័រទី7បងគណាមកមើលទំព័រទី7មកគឺដាក់ថាវយាករកម្លាយដោយផ្នត់ដើមណាកម្លាយដោយផ្នត់ដើមអញ្ចឹងផ្នត់ដើមហ្នឹងព្រះអង្គមើលទំព័រទី7ហ្នឹងគេទម្រង់ពណ៌ទម្រង់ពណ៌ហ្នឹងពណ៌មានន័យថាផ្ចាញ់ជនៈកើតមកពីផ្ចាញ់ជនៈទូលតែមួយប៉ុណ្ណោះ អញ្ចឹងមានន័យថាទម្រង់ហ្នឹងគេប្រើតែផ្ចាញ់ជនៈមួយទេណាអញ្ចឹងព្រះអង្គឃើញទី1នេះគឺថាផ្ចាញ់ជនៈកបូកនឹងម៉ៅអញ្ចឹងទៅជាខ្មៅណានេះសរឡាតាំងអញ្ចឹងអានឹងផ្ចាញ់ជនៈទី1ហើយមានទម្រង់ច្រើនណាបងមានទម្រង់ដល់4ណោះមួយទម្រង់ពណ៌ មួយទៀតមានទម្រង់ពណ៌សហើយមួយទៀតមានទម្រង់ពណ៌សពណ៌គណាអញ្ចឹងមាន4ទម្រង់ព្រះអង្គណាមាន4ទម្រង់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំគណៈដោយសារយើងពេលខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈប្រគិនបានប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនៅកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គមើលទៀតទៅมันពិបាកទេព្រះអង្គយើងចេះរូបមន្តហើយ ណែយើងចេះរូបមន្តថាផ្នត់ដើមកអញ្ចឹងទៅយើងដឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាទម្រង់ពណ៌ហ្នឹងផ្ចាញ់ជនៈមួយណាពណ៌ហ្នឹងដល់ពេលទម្រង់ពណ៌សអពណ៌ពណ៌សសមានទម្រង់ពណ៌ហ្នឹងផ្ចាញ់ជនៈតូលហើយមានមួយទៀតគេហៅថាទម្រង់ពណ៌សមានន័យថាផ្ចាញ់ជនៈនិងស្រៈហើយមួយទៀតទម្រង់ ពណ៌ពណ៌សនឹងផ្ចាញ់ជនៈផ្ចាញ់ជនៈនឹងស្រៈបងហើយទម្រង់មួយទៀតពណ៌សពណ៌មានន័យថាផ្ចាញ់ជនៈស្រៈនឹងផ្ចាញ់ជនៈអញ្ចឹងព្រះអង្គមានអីប្របាក់ទេនេះស្រួលទេអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈលើកមកឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបងឃើញណាកណកមួយបូកនឹងម៉ៅទៅជាខ្មៅកបូកនឹងជាប់ទៅជាភ្ជាប់អញ្ចឹងមានន័យថាផ្ចាញ់ជនៈជាប់នេះមានន័យថាជួរនេះទៅជាជើងអញ្ចឹងមានយើងភ្ជាប់អមួយនេះមកទៅជាបមកទៅជាជាប់ណាអញ្ចឹងព្រះអង្គឃើញទម្រង់ហ្នឹងណា អញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគណៈបានប្រគេនឧទាហរណ៍2មួយទៀតផ្នត់ដើមចផ្អង្គឃើញចបូកនឹងបងទៅជាច្បងជួបូកនឹងរុលទៅជាជ្រុលណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះហើយថ្ងៃក្រោយចាំសិក្សាផ្នត់ដើមទម្រង់ពណ៌សទៀតហើយទម្រង់ពណ៌ពណ៌សហើយទម្រង់ពណ៌សពណ៌ទៀតផ្អង្គដោយសារពេលវេលា ប៉ុណ្ណឹងកាលណាវិញឆ្ងាយពេកព្រះអង្គក៏មិនសូវចាប់បានដែរប៉ុន្តែថាខ្ញុំគណៈប្រគិនគឺយើងសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអនឡាញនេះគឺថា
Bọn sợi chạp bàn này là ở tế tiền cổ bằng riêng cầm bằng sâu xuống đấy bọn. Đôi bọn tế sna chứ, tế sna miền bà sọ ấy. Bọn miền là rộng thao sử bài ca tế sna chứ nè. Hay đó là bê lờ bà sọ bay buôn phèm nét. Bọn tế ọt sâu chanh đây, mình đang thao tế chẳng nà. Chẳng đôi cổ bằng riêng tam online chứ. Chúng ta dễ dàng mà nhạc ai những bọn ngặt miền sinh ngọt miền ấy đánh đau những ca lợp dù mà dễ gọt sợ bàn ở bước đài đây. Thầy xâm khánh cứ bọn ngặt toán cứ bọn sắc xa xoài nhuôn. Khuôn bọn phá hay tam của bọn xùm nắng cứ bọn sinh ngọt ách xùa tam nắng. Thầy về lý cứ thả dừng. Sắc xa bọn thờ prăng đối dương mô riêng toa là dân bà ca nà bọn ọt prăng bê bà lõng cư hà nịp phây á bọn. Mà hà nịp phây trăng thà bê đê bà lõng cư dương ọt chạy. Nhưng bọn prăng tam nâng tớ phụ ai cơ xa miên mơ bình thay em ấy khlạc tiết tớ. Nâng dương ai chờ chạp chạp ban ai dô lạc. Nhưng đời xa bê bì lìa bà nãy hợp nhóm nà xông mà krap thoa anh cung lìa bọn cục ọng.